Ai? Chúng mày ngủ đủ chưa hả? Con Hoa, đứng dậy chuẩn bị lên thớt. Anh, em vừa mới đến hôm qua thôi. Anh tha cho em đi ạ. Câm mồm! Tao quan tâm việc mày vào trước hay vào sau à? Bây giờ mày có đứng dậy đi không? Em xin này, em vào này. Anh ơi, anh tha cho em đi ạ. Con này, dạo này mày gan lớn quá nhở? Dám chống đối tao à? Chết! Anh thôi đi! Anh thôi đi! Sao anh quá đáng vậy? Tha cho chị ấy đi! Chúng tôi đã bị đánh ra nông nỗi này rồi mà! À! Con này mày cả gan mày dám chống lại tao, mày đi ra đây! Đi ra đây! Con lợn này! Mày nghe à? Tao cho mày 3 giây để mày quyết định. 1 2 3. Được lắm mấy con này. Chúng mày dám làm loạn à? Con Hoa đi ra đây với tao. Nhanh. Đi ra đây. Chị Ngân ơi, chị Dung ơi, mình được cứu rồi. Sao cơ? Được cứu á? Đúng rồi chị, công an đã bắt được bọn kia rồi. Nhưng mà cái thằng mà lúc nãy nó chạy mất rồi. Đợi em một tí, em phải ra xem nào đã. Nhưng mà còn Dương. Tôi là công an đây, cô ấy bị sao thế? Cô ấy bị ngất được một lúc rồi. Được rồi, vậy bây giờ tôi đưa cô ấy ra ngoài trước nhé. Cô tự đi được không? Tôi tự đi được, anh cứ bế cô ấy ra trước đi. Được rồi. Anh về rồi à? Ừ. Mà em đã khỏe hẳn chưa? Nấu ăn cho anh làm cái gì? Anh tự làm được mà, cứ để cho anh làm. Anh đã cứu em một mạng như vậy rồi. Em có nấu ăn cả đời cũng không trả hết ơn. Vậy mà anh lại nói thế. Thôi, anh đi vào tắm rửa đi, xong rồi ra ăn cơm nhá. Được rồi. Em ăn nhiều mà nhá. Em cứ nói rằng em khỏe nhưng mà anh thấy em còn yếu lắm đấy. Em sao thế? Vẫn còn nghĩ về chuyện đó à? À, vâng. Cũng như em đã khai báo với anh rồi đấy. Em bị bắt đi bởi vì em bị lừa đi ăn với một tên môi giới bán người. Nên... À, chuyện đã qua được 2 tháng rồi em ạ. Bây giờ mình phải lạc quan lên chứ. Em biết. Dù là em đã bị bắt đưa đến biên giới, nhưng may mắn là chưa thất thân. Nhưng mà những gì đã xảy ra với em thực sự cảm thấy rất ám ảnh. Không sao đâu, em vẫn còn có anh này và các đồng chí của anh hỗ trợ em mà. Nhưng mà em không thể ở đây được mãi. Bây giờ em cũng đã 27 tuổi rồi. Em mồ côi, lại vừa xảy ra chuyện như vậy. Ở ngoài kia sẽ chẳng có ai muốn lấy em, muốn chăm sóc cho em đâu. Em không thể ở đây mãi được. Rồi đến một ngày em sẽ phải rời khỏi đây, bước chân ra ngoài xã hội toàn là sói nhăm nhe cừu kia. Em... Thế bây giờ anh muốn lấy em làm vợ, như vậy có được không? Anh muốn lấy em. Anh muốn lấy em thật sao? Đúng vậy. Em thấy đấy, anh làm ở trong ngành này thời gian để yêu đương cũng không có. Mà gia đình của anh ấy cứ giục anh lấy vợ mãi thôi. Bây giờ anh đã 30 tuổi rồi. Nếu như mà em không chơi anh thì em có đồng ý làm vợ của anh không? Ừ, nhưng... Nếu như mà em làm vợ của anh ấy thì nhất định anh sẽ bảo vệ em rất tốt. Nhưng... Lấy anh đâu phải dễ. Chắc chắn là sẽ phải suy xét hoàn cảnh gia đình, lý lịch nữa chứ. Lý lịch thì chỉ kiểm tra khoảng 3 đời thôi mà. Với cả... À, bản thân em ấy có tiền án gì hay không? Với cả... Em là trẻ mồ côi, mấy cái đó thì đâu có dính dáng gì nhỉ? Không sao đâu, em cứ yên tâm đi. Trong ngành của anh có nhiều trường hợp như vậy lắm rồi. Chỉ cần bản thân của em trong sạch thôi là ok hết à. Vậy em đồng ý. Được, vậy thì em chờ nhá. Nhất định anh sẽ cầu hôn em rất đàng hoàng. Đây là anh chỉ mớm lời trước, để xem ý của em thế nào thôi. Và thực ra nếu như mà em không đồng ý thì anh sẽ bắt em ở đây, không cho em đi. Nhưng khi nào em đồng ý thì mới thôi. Như thế là phạm pháp đấy nhá. Nhưng mà là do em phạm pháp trước mà. Em đâu có đâu. Ơ,
em lấy cắp trái tim của anh bao nhiêu lâu nay mà em không biết à? Thôi anh ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Nhất trí vợ tương lai. Ôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, anh có sao không ạ? Anh ơi. Tôi không. À mà có đấy, sái cả chân rồi này, anh đau quá. Ôi, anh ơi, nhưng mà tôi chỉ đụng vào anh nhẹ thôi mà. Này, cô nói thế là có ý gì đấy? Định trốn tránh, anh định trốn tránh trách nhiệm để không phải đền tiền thuốc à? À tôi không có, không có. Nhưng mà chân anh bị sái có nặng không ạ? Đã sái chân thì là sái chân, chứ lại còn sái nặng hay sái nhẹ gì? Đền tiền thuốc cho tôi đi khám. Nhưng mà tiếc quá, tôi vừa đi chợ tôi tiêu hết tiền rồi, trong tài khoản tôi cũng không có tiền nữa. Thôi được rồi, đưa số điện thoại của cô đây, tôi đến viện tôi khám hết bao nhiêu tôi chụp bill tôi gửi cho. Dạ vâng, vậy tôi gửi anh số Zalo của tôi. Ai như vợ thằng em trai mình ấy nhở? Nếu là em dâu thật thì tại sao lại đưa số điện thoại cho trai lạ cơ chứ? Đúng là nó rồi. May mà mình làm ăn cẩn thận, suýt chút nữa cô ta đã nhận ra mình rồi. Mất bao nhiêu công sức mới tóm được cô, cuối cùng để vuột mất, không được một đồng nào. Lại còn hại thằng này trốn chui trốn lủi nữa. Lần này thì không xong đâu. Chị Linh, chị đến lúc nào vậy ạ? Sao chị qua mà không bảo bọn em? Em vừa mới đi đâu về? Dạ em đi chợ về ạ. Chị uống nước gì không? Để em làm cho chị ạ. Khỏi, đi chợ kiểu gì mà đưa cả số cho trai lạ? Đi chợ cũng hay ra phết đấy nhở? Dạ. Tại vì em đụng trúng người ta nên bị người ta bắt đền ạ. Lúc đấy em lại không có tiền mặt ở trong người, nên người ta đòi số điện thoại của em để sau này trả tiền viện phí thôi ạ. Đụng cái kiểu gì mà bắt đền vào viện? Mày có đi xe đâu? Em cũng không biết. Em va phải anh ta, anh ta nói là bị sái chân ạ. Nói chung ấy là biết đường mà sống. Chị thì cũng không phải là khó tính gì cả, nhưng mà chị cảnh cáo trước này, chị ấy là một người không thể nào mà chấp nhận nổi một vết nhơ nhớp nào trong nhà. Nhất là cái thằng Toàn kia kìa, khó khăn lắm nó mới làm được công an. Mày mà làm ảnh hưởng gì đến nó ấy là không xong với tao đâu, biết chưa? Nhà này là gia đình gia giáo đấy, có biết không? Dạ vâng ạ. Cứ vâng vâng dạ dạ đi, tôi không biết làm nào. Thế phòng ốc bình thường chị sang đây chơi ở vẫn thế đúng không? Dạ vâng, phòng đó ngày nào em cũng dọn đấy ạ, nên bây giờ chị vào luôn cũng được ạ. Ừ. Dương, phải Dương hay không? Hoa, Dương. Không ngờ sau 2 năm rồi tôi với bà vẫn còn gặp lại nhau. Bà giờ ổn cả chứ? Cũng may là ông trời thương tôi số mồ côi, lại phải lăn lộn ngoài đường trước giờ, nên bây giờ cũng cho tôi được một cuộc sống ấm êm bà ạ. Uầy, thế là kể ra từ khi sau vụ đấy cuộc sống bà tốt hơn hẳn nhờ. Cũng không phải là phất lên, nhưng mà cũng may là được ông trời ban cho một người chồng rất tuyệt vời bà ạ. Sau vụ đấy tôi cứ tưởng là mình đi tong rồi, sẽ phải cô đơn cả đời nữa cơ. Thế hả? Thế chồng bà làm gì? Anh ấy chính là một trong các anh công an đã cứu chúng ta năm đó. Bà đừng có nói là cái anh mà bế bà đấy nhá. Đúng là anh ấy. Bà sao thế? Bà mệt à? Không sao. Chỉ là nói đến chuyện chồng con. Bà biết đấy, năm đấy tôi vẫn chưa có gì cả. Thế nhưng mà hễ ai nghe đến chuyện đấy thì đều e ngại. Nên đến giờ tôi đã có gì đâu. Trả bù cho bà, giờ có chồng lại còn là công an đàng hoàng nữa. Xã hội bây giờ thật là lạ thật đấy. Đáng ra họ phải thấu hiểu cho chúng ta chứ, bởi vì chúng ta là nạn nhân mà. Mà thôi, đừng nhắc đến chuyện buồn này nữa. Bây giờ bà làm gì rồi? Làm gì ạ? Cái gì mà sạch với chả sẽ?
đúng là người này trông rất giống với người bắt mình năm đó, nhất là đôi mắt này. Bà cũng thấy thế đúng không? Thảo nào lúc tôi mới gặp anh ta, tôi thấy trông cũng quen lắm. Mà tên đầu sỏ năm đó cũng chưa bị bắt đúng không? Đúng rồi bà, năm đó chính hắn kéo tôi ra, sau đó nhìn thấy công an chỉ một vài giây thôi, thế là hắn biến mất luôn. Năm đó thằng Toàn nó cướp áo cũng về thân thế của vợ nó. Chẳng nhẽ... Bạn gì ơi? Chị bảo tôi ấy à? Không biết là bạn có đang rảnh không? Mình có một chút chuyện muốn hỏi bạn ấy mà. Chị là chị chồng của Dương ấy ạ? Đúng rồi. Lúc nãy tôi có tình cờ nghe hai người nói chuyện với nhau nên là có chút tò mò ấy mà. À, nếu là chị chồng của Dương thì chị cứ gọi em là em. Em là bạn bằng tuổi với Dương ấy mà. Lúc nãy chị có nghe thấy em với Dương nói chuyện gì với nhau mà có cả mua vui ở trong đấy thế? Chị không biết gì ạ? Dương ấy ngày xưa bị bán sang bên Trung Quốc làm gái. Lúc đấy em còn đi tiếp khách với cả Dương ấy mà. Cái gì cơ? Đáng ra em không nên nói với chị chuyện này, vì dù gì cũng phải giấu cho Dương. Nhưng mà em nghĩ là sớm muộn gì thì cũng lòi ra thôi, nên là nói trước. Không, em nói cho chị là đúng rồi đấy. Bảo làm sao ấy, lúc mà thằng Toàn đòi cưới con Dương, chị cứ thấy nó kỳ lạ kiểu gì. Hỏi thì nó cứ lấp liếm không chịu trả lời. Hóa ra lấy phải cái loại con gái như thế. Chị xin lỗi nhá, chị không có ý gì động chạm đến hai em đâu. Nhưng mà em cũng biết rồi đấy, thằng Toàn nhà chị nó làm công an, nhà chị thì toàn con người ra giáo thôi. Dù sao những cái chuyện như thế này cũng khó mà chấp nhận được ấy. À không sao chị ạ. Dù sao thì Dương trước kia có như thế nào, nhưng mà em cũng mong là lấy Toàn rồi Dương nó cũng được hạnh phúc ấy mà. Chị cũng đừng nghĩ về Dương như thế, tội nghiệp nó. Thôi chị có việc gì phải về trước đây. Cảm ơn em nhé, chào em. Dạ em chào chị. Dương, cô đừng có trách tôi. Tôi cũng như cô, cớ sao giờ phải bán thân kiếm tiền. Còn cô lại được chồng tốt, cuộc sống tốt hơn. Nực cười. Em mời chị. Chị sao vậy? Chị Linh, chị làm cái gì đấy? Toàn, tại sao mày có thể lấy cái loại con gái này về làm vợ? Chị nói thế là sao? Thôi, mày khỏi phải bênh nó làm gì nữa. Tao nghe bạn ngành của nó nói hết rồi. Chị Linh này, em không biết là chị đang nghe ai nói gì về Dương. Mà em xin khẳng định với chị nhá, là ngoài Dương ra thì không có ai xứng đáng làm vợ em nữa cả đâu. Ngoài nó ra không ai xứng đáng làm vợ mày. Cái loại con gái nhơ nhuốc, mày nói thế mà mày không thấy buồn cười à? Chị Linh, chị luôn miệng nói rằng gia đình mình là gia đình gia giáo cơ mà, nên em mong chị nói đàng hoàng một chút đi. Đúng là Dương từng bị bắt đi, nhưng mà là cô ấy bị lừa, và cô ấy hoàn toàn chưa bị làm sao cả, chỉ bị tạm giam thôi. Và Dương ấy cũng là một cô gái rất đàng hoàng, cho nên chị... Đàng hoàng? Bằng chứng đâu là mày bảo nó đàng hoàng? Đàng hoàng cái kiểu gì mà ngang nhiên cho trai lạ số của mình? Đàng hoàng mà tại sao phải giấu chuyện này cho gia đình? Đàng hoàng mà bạn nó lại bảo nó đi tiếp khách à? Bằng chứng đâu? Mày còn dám chắc ấy là nó đàng hoàng hay không? Chị Linh, em biết là chị lo cho em, nhưng mà đây là chuyện của vợ chồng em cơ mà. Với cả dù sao trên giấy tờ Dương cũng là vợ hợp pháp của em, nên em mong chị tôn trọng cô ấy một chút đi ạ. Mày khỏi cần phải bênh nó. Bảo làm sao, 2 năm trời cưới nhau về không có con. Hóa ra là mày biết thừa. Mày biết thừa là nó không còn trong sạch nữa, nên là không dám động vào người nó đúng không? Chị Linh, em biết là bây giờ ấy chị đang nóng giận, cho nên em không muốn nói nữa. Nhưng mà thật sự Dương là một cô gái tốt, và cô ấy bị như vậy chẳng qua là bị lừa thôi. Và đáng lẽ ra chị là phụ nữ, chị nên thông cảm cho cô ấy chứ ạ. Mày khỏi cần phải nói gì hết. Tao hiểu hết, tao hiểu hết cả rồi. Nói tóm lại, chúng mày liệu đường mà ly hôn đi. Chứ cái nhà này không thể nào mà chấp nhận cho cái loại dơ bẩn này về làm dâu được. Không bao giờ, không bao giờ em ly hôn cô ấy. Đi mồm. Tao nhắc lại một lần nữa, liệu đường mà ly hôn với nó đi. Bây giờ ấy, tao chỉ cần nhìn thấy mặt nó thôi là tao đã thấy ngứa hết cả người rồi. Có chuyện gì vậy? Không nói qua điện thoại được sao? Mà tại sao cứ đòi gặp mặt tôi trực tiếp thế? Trao đổi qua tin nhắn, dỡ trường em lại mất tích thì sao?
Tốt nhất là cứ gặp nhau cho tiện. Rốt cuộc là viện phí hết bao nhiêu? Em có cần phải gay gắt với anh như vậy không? Đây, giấy đóng viện phí của anh đây. Cái gì? Anh chỉ đi khám mỗi cái chân thôi mà hết hơn 7 triệu á? Em cứ bình tĩnh, xem thử xem là bệnh viện gì đi chứ. À thì là viện tư. Sang cho sang đấy. Thì anh là chủ tịch mà, làm sao mà có thể đi khám ở mấy cái viện rẻ tiền được. Mà nếu như em không đền được bằng tiền thì cũng không sao. Anh có cách này có lợi cho cả hai ta. Là cách gì vậy? Bây giờ em vẫn đang làm giúp việc theo giờ đúng không? À, dạ vâng, đúng rồi ạ. Đi làm giúp việc lương ba cặp ba đồng như thế, em làm gì? Như anh đã nhắn tin với em ấy, công ty của anh có cả chi nhánh ở nước ngoài. Đợt này bọn anh đang cần người vào làm. Nếu như mà em thấy tiện thì... Như vậy có được không anh? Mày thấy gì chưa? Thấy gì chưa hả Toàn? Sao? Mày kêu là vợ mày tử tế lắm cơ mà. Tử tế cái kiểu gì? Mà thấy trai lạ đến gần, không biết tự đường mà tránh ra, lại còn mặt tơn tớn lên nữa. Tử tế chỗ nào? Ơ không, chị, anh Toàn, hai người hiểu lầm rồi. Thôi, em, mình về nhà nói chuyện đi, ở đây không tiện đâu. Tí về nhà mà chết với tao. Chị Linh ơi, chị nghe em giải thích đã, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Cút ngay, nhà tao không chứa chấp với lại con gái như mày. Chị ơi. Cút ngay ra khỏi đây, chuẩn bị giấy tờ mà ly hôn với em tao đi. Đừng có về cái nhà này nữa. Lại phụ nữ lạng loạn. Dương. Sao lại là anh? Đang đêm hôm, em lang thang đi đâu lại cầm theo bọc hành lý thế này? Chị chồng của em nghĩ là em và anh có tư tình nên là đuổi em ra khỏi nhà rồi, chị ấy không chịu tin em. Sao mà buồn cười như thế được? Dù gì em cũng làm vợ, làm dâu của nhà đấy mà. Thế bây giờ em đã có chỗ nào để đi chưa? Anh nghĩ thế này, hay là qua công ty của anh nghỉ tạm đi. Chỉ là một căn chung cư thuê lại làm văn phòng thôi, nên rất tiện nghi. Với cả sẵn tiện, em nghĩ sao về lời đề nghị của anh? Em thế nào cũng được, miễn sao là không ai có thể coi khinh em như ngày hôm nay, thế là được. Vậy à? Sẵn tiện, anh đang cần một thư ký riêng. Tuy là em mới chỉ học xong cấp 3, nhưng anh thấy em rất sáng dạ. Hẳn là đào tạo một thời gian, anh tin là em sẽ làm được việc. Chỉ khi nào em đi lên từ chính những thứ đó thì mới có cơ hội để trả thù hai người kia. Dạ vâng, dạ, tùy anh ạ. Thế bây giờ về công ty anh nhé, xe anh để ngoài. Đi thôi. Anh ơi, thế bây giờ mình sẽ đi đến cái công ty nước ngoài đấy mà anh nói đấy à? Đúng rồi, cũng lâu rồi anh không đi phượt nên muốn tranh thủ. Công ty nước ngoài đó nằm ngay sát biên giới nước mình. Dạ vâng, em cũng chưa được đi như này bao giờ. Được đi coi như là đi dã ngoại vậy. Vậy cũng hay. À, phải rồi, em uống nước đi. Cảm ơn anh, may quá, đúng lúc em đang khát. Tranh thủ mà ngủ đi cưng, không sau này có muốn ngủ đêm cũng không được đâu. Anh đã đến rồi. Sao anh lại trói tôi ở đây? Thì để mày không thể chạy thoát, hiểu chưa? Ý anh là sao chứ? Lần trước tao đã chủ quan để vuột mất mày một lần. Bây giờ tao đâu có ngu. Hả? Vuột mất một lần? Chẳng lẽ anh chính là tên đầu sỏ trong vụ của 2 năm trước? Đúng đấy. Lần đó vì tao quá ngu ngốc, tao muốn mày tự nguyện, nhưng không ngờ mày lại chạy mất. Tao bỏ ra 40 củ để mua mày, cuối cùng là chẳng được đồng nào, lại còn để tuột mất mày nữa. Mày, chính mày đã hại tao ra nông nỗi này. Đồ khốn. Kìa cô em, sao cô em lại nói thế? Cái này có trách thì trách cô em quá tin người thôi, hiểu chứ? Rồi mày sẽ đi nghiệp quật thôi, đồ khốn kiếp.
Nghiệp quật hay chưa thì anh không biết, nhưng mà anh khuyên cô em một câu: nếu là một người khôn ngoan, hãy giữ sức để chuẩn bị tinh thần cho những đêm dài thức trắng sắp tới, hiểu chưa? Có gào lên thì sẽ chẳng có ai tới giúp cô em đâu. Là không ai giúp vợ tao, hay là không ai giúp mày này? Và mày đừng nghĩ đến việc chạy thoát nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ xem có những ai đang đứng hóng mày ở ngoài đấy. Và thì khẩu súng ở trên tay của tao sẽ không để mày dễ dàng chạy yên như lần trước đâu. Sao lại có nhiều cơ động thế này? Sao? Bất ngờ không ở vị trí gì đáng kính. Này, bọn mày biết từ bao giờ đấy? Từ khi mày xin số của vợ tao là tao đã nghi ngờ mày rồi. Số mày dùng là sim giác, mà thường dùng sim giác đến 90% đều là có ý đồ xấu. Cho nên tao đã dặn vợ tao phải rất cẩn thận. Tống Minh, từ khi tao gặp Hoa là một nạn nhân cũ của mày, tao đã hỏi cô ấy là nhìn ảnh đại diện của mày có quen không. Thì Hoa nói nhìn đôi mắt của mày rất quen. Vậy nên tao đã nói lại với chồng tao. Rồi tao và vợ tao đã... Anh Toàn, sao hôm nay lúc chị Linh hỏi anh là em có sạch sẽ không, tại sao anh lại không khẳng định để cho chị ấy không nói em nữa? Trước hết thì cho anh xin lỗi vợ nhá, vì đã để cho em bị nghi oan. Nhưng mà anh làm như vậy là có lý do đặc biệt để giúp hai chúng ta đấy. Tại sao như vậy lại là giúp hai chúng ta? Chị Linh, chị ấy... Thì câu chuyện là thế này nhá. Có phải chiều nay em gọi điện về cho anh là cái cô Hoa kia kìa cũng nhìn thấy tin tức giống như em đúng không? Đấy, vậy thì khả năng tên Đức chính là đầu sỏ trong vụ năm xưa của em lên tới 50% rồi. Mà nếu như thật sự hắn ta là đầu sỏ nhá, thì em nghĩ thử xem hắn ta có đơn thuần tiếp cận em bằng cách đòi tiền như vậy không? Vậy thì hắn sẽ làm thế nào? Em nói cho anh nghe thử đi. Chẳng lẽ là hắn ta lại muốn lừa em thêm một lần nữa? Chính xác. Bình thường ấy, tâm lý của những tên tội phạm là nó muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo theo cái tâm lý biến thái của chúng nó. Anh nói khó hiểu quá. Đây, lấy trường hợp của em làm ví dụ nhé. Tức là năm xưa em bị bắt đi đúng không? Được một tuần gì đấy, nhưng mà chưa bị đụng chạm gì cả, đúng không nào? Đấy, như thế thôi, nó đã bỏ tiền ra để bắt cóc em rồi, nhưng mà nó không thu hồi được cái vốn gì cả. Ít ra là nó phải thu hồi được cái tiền bắt em về, nhưng mà nó lại không có gì cả. Thành ra nó sẽ ghim em hiểu không? Như vậy là hắn ta sẽ lừa lại em khi mà có cơ hội để thỏa mãn cái tâm trạng khó chịu khi mà làm ăn thua thiệt. Chính xác. Vậy nên khi mà chị Linh mắng em ấy, anh đã nghĩ ra một kế. Đó là mình sẽ tận dụng cái kế hoạch đó để mà nhanh chóng điều tra thật nhanh mục đích của hắn ta. Đó là khiến chị Linh đuổi em đi. Sao lại thế ạ? Bởi vì như vậy thì tên Đức kia mới nhanh chóng bộc lộ rõ mục đích của mình. Nếu như hắn ta muốn tiền bồi thường ấy thì đơn giản mà, đòi là xong thôi đúng không? Nhưng mà nếu như hắn ta muốn lừa em tiếp ấy, thì nó sẽ tận dụng lúc mà em đơn độc nhất để mà đánh nhanh thắng nhanh. Thì ra là như thế. Vậy mà em cứ tưởng. Nhưng mà như vậy thì đã đủ làm chị Linh muốn đuổi em ra khỏi nhà chưa? Tất nhiên là quá đủ rồi đấy. Nhưng mà thật ra anh còn đang bênh em, cho nên em không thể ra ngoài được. Chị anh ấy là một kiểu gái quê điển hình, cho nên tư tưởng của chị ấy cổ hủ lắm. Nếu như gia đình có một vết nhơ nào đó thì chắc chắn chị ấy sẽ không thể nào mà chịu được. Nên như vậy anh mới cố tình khiến chị Linh hiểu lầm em là gái ngành, rồi đuổi em ra khỏi nhà, đến lúc đấy cho tên Đức lòi đuôi cáo. Đúng như thế. Vậy nên thời gian tới vợ anh chịu khó chị ấy bước một thời gian nhá, đừng quá buồn là được. Đâu có gì đâu, có thể giúp anh có cơ hội lập công như vậy em vui còn chẳng hết ấy. Đúng là vợ anh chọn có khác. Thế nên thời gian tới nếu như tên Đức kia muốn tiếp cận em cứ tỏ ra bình thường thôi, miễn sao mà không quá phận quá mức là được, để xem hắn ta định giở trò gì với em. Vâng ạ. Với cả anh cũng sẽ xin sếp anh cấp cho em một cái định vị, để nhỡ có trường hợp gì xảy ra mình có thể xử lý ngay được. Ok. Lỗi đúng thật là do chị. Chị cứ tưởng Dương không được như lời em nói thật, thế nên chị lúc nào cũng trách nó. Dương, em cho chị xin lỗi nhá, vì lòng ích kỷ của chị mà chị nói những lời không hay về em.
Dạ không có gì đâu ạ. Đúng là em cũng cảm thấy buồn, nhưng mà phải như vậy thì kế hoạch của bọn em mới có thể suôn sẻ được. Nhưng mà lỗi này cũng là do chị mà. Thôi, hay là bây giờ như này nhá, hai vợ chồng mày ngồi đây để chị vào trong bếp kia nấu cho Dương một bữa ăn. Dạ thôi, không cần đâu chị. Không cần cái gì mà không cần. Ngày hôm nay ấy, chị sẽ làm một bữa hoành tráng để ăn mừng em trai chị phá được án khó. Và cũng xin lỗi cô em dâu vợ phu như thế này chứ. Ngồi yên đây, cấm vào bếp được chưa? Thôi, chị anh muốn làm ấy thì cứ để chị ấy làm đi. Dù sao thì hơn một tuần qua em phải chịu nhiều ơn đức rồi còn gì nữa. À, còn cái này anh chưa kể với em. Cô Hoa, nạn nhân với em ngày xưa ấy, thì bắt cùng với Tân Đức rồi đấy. Sao lại thế ạ? Chả biết nữa, sau khi được cứu ra ấy thì không hiểu sao cô ta lại nghĩ gì đi lừa các cô gái rồi bán lại cho Tân Đức. Đúng thật là cuộc đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nào, thế bây giờ đồng chí Dương đã sẵn sàng làm mẹ trẻ con chưa? Đã sẵn sàng.